Đây là một thế giới nơi mà TikToker không còn là top 1 server nghề nghiệp, thay vào đó là làm thợ săn. Để nhận được chứng chỉ nghề này, mỗi cá nhân phải thực hiện bài test đo lượng ma lực của mình. Ít thì về làm TikToker tiếp, mà nhiều thì vào vòng phân hạng. Cụ thể thì gồm các hạng S, A, B, C và E. Thứ hạng này sẽ theo thợ săn đến hết đời, trừ một số trường hợp đặc biệt sẽ được nói sau. Dựa vào thứ hạng, các bang hội sẽ liên hệ thợ săn hòng kéo quân về đội của mình. Nhiệm vụ của các thợ săn là tiêu diệt những quái vật xuất hiện trong các hầm ngục đằng sau các cánh cổng không gian đồng thời khai thác các ma thạch trong đó tùy vào cấp của hầm ngục mà ma thạch thu được có giá trị ra sao dẫn đến việc khai thác cho mục đích gì có loại thì dùng làm vũ khí với nhiều mức giá khác nhau còn có loại thì được nhà nước thu mua để làm năng lượng sạch nhờ việc khai thác ma thạch mà các bang hội ngày càng phát triển trong đó có năm bang tay to nhất là bang nice bang white tiger bang hunter bang fame và bang ripper theo xu thế của thời đại sung jinu main của chúng ta cũng gia nhập hàng ngũ thợ săn trong giới cậu được biết tới là thợ săn với thứ hạng cao nhất tính từ dưới lên nơi đâu có zinu nơi đó có hầm ngục cực dễ tuy nhiên trong lần làm nhiệm vụ này sẽ đánh dấu một bước ngoặt thay đổi sự nghiệp của zinu một lần và mãi mãi cụ thể ra sao mời anh em cùng đến với video recap solo leveling season 1 được mang đến bởi content phúc lộc editor lờ đờ và tôi còn quại video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập rửa bát do là recap nên sẽ có một số nội dung bị lược bỏ nên là nếu các viewer yêu quý muốn được tận hưởng đầy đủ thì hãy xem phim theo tôi thì phim này cũng khá ổn chỉ hơi lấn cấn khoảng tên nhân vật Hàn nhưng lại cách đọc kiểu Nhật kiểu khá hài Kết thúc phần intro ta cùng trở lại với tình hình của Men Với năng lực của mình Jinu đã nhanh chóng bị hạ bởi một con yêu tinh Biết rằng yêu tinh là yêu quái ở hạng đáy ở các hầm ngục Mà Men của chúng ta còn không ăn được thì đủ hiểu cỡ khứa này như nào May là trong đoàn có chị liệu sư Juhi đi cùng Không thì trừ một nhân vật chính Giữa lúc cả đoàn đang than vãn về một ngày làm việc móm nặng Thì có một thành viên phát hiện có một hầm ngục ẩn Bình thường khi gặp phải tình huống này Thợ săn phải báo cáo về hiệp hội để xin chỉ thị Tuy nhiên có người cho rằng hầm ngục hạng D chắc là không giòn đâu Nên đề xuất cả bọn vào khai thác Nhưng cũng có người rén để công bằng và dân chủ thì họ quyết định biểu quyết và phần thắng thuộc về phe đi nhờ hơn một phiếu của Jinu. Sau hơn 40 phút căng hải, cuối cùng đoàn thợ săn cũng đến được phòng của Trùm. Ở bên trong là một không gian rộng lớn với những bức tượng khổng lồ. Theo những gì ghi chép được trên tấm đá thì đây là thần điện Kathion với những lời răn như sau: điều 1 tôn thờ thần, điều 2 tôn vinh thần và điều 3 chứng minh lòng thành. Bất cứ kẻ nào vi phạm điều đều nhận cái kết đắng. Ngay sau đó cánh cổng và thần điện khép lại, bắt đầu nghi lễ của các vị thần. Với pha mở bát là một mạng chém bay vì cái thái độ bố láo bố lếu. Tiếp đó là một pha quét mạng cực mạnh của thần. May mà Jinu đã kịp cảnh báo nên giảm được số lượng thiệt hại về người. Đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Nếu không tìm ra cách hoặc có ai gánh thì thứ chờ đợi Jinu và đoàn thợ săn sẽ là án tử lối ra duy nhất cho họ là những gì ghi trên phiến đá cụ thể là phải giải được những điều răn của thần tuy nhiên có những người không giữ được bình tĩnh ví dụ như khứa này do tự tin vào tốc độ của bản thân nên hắn muốn vào ga tăng số thoát thân mỗi tội là gặp chốt một phát còn đúng cái tự hào sau một hồi suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề jinu đã có lời giải cho lời răn đầu tiên rồi tự lấy mình ra làm thí nghiệm và thành công điều răn một yêu cầu những kẻ phía dưới phải hạ cái thủ xuống vừa để thể hiện sự tôn kính trước vị thần vừa để người xem có cái meme này có vẻ như sự thành kính của họ đã được thần linh chấp nhận thông qua nụ cười tươi roi rói này và nó cũng đã báo hiệu bắt đầu điều răn thứ hai với tâm điểm là màn đồ sát của thần với vốn kiến thức về tôn giáo dân tộc của mình khứa tóc dài đứng ra làm một bài khấn kết quả là được ban phước một cái phước nát bét không chỉ có thanh niên kia được ban phước này được lan tỏa cho nhiều người khác ai cũng nhận được một slot để về với chúa không chỉ có mỗi thần dí các hiệp sĩ xung quanh cũng nhiệt tình hỗ trợ sơ hở là thành gozo ngay với kinh nghiệm xem phim của tôi thì đây là lúc men cánh và anh ấy đã không làm tôi thất vọng Zinu phát hiện ra trong số các bức tượng trong điện có những bức cầm nhạc cụ. Đây chính là chìa khóa để vượt qua điều gian thứ hai. Chỉ cần đứng ở chỗ chúng thì sẽ được an toàn. Tuy nhiên một slot không thể chứa hai mạng nên Zinu nhường chỗ cho Juhi. Rất là respect cho sự ga lăng của anh nhưng mà cặp giò của anh cần lẹ hơn. Nếu không là nhận ngay một vé không khứ hồi lên thiên đàng luôn ấy. bằng tất cả nỗ lực của bản thân và tổ tiên phù hộ. Zinu đã thoát chết ngay trong đường tơ kẽ tóc nhưng một bên chân của anh thì không. Mới mở đầu mà men đã thế này rồi. Chẳng biết về sau thăm ngàn kẹp ngần thế nào. Chuyện đấy tính sau, giờ ưu tiên thoát ra khỏi đây cái đã. Điều răn thứ ba được khởi động với sự xuất hiện của một tế đàn. Một khi thứ này xuất hiện thì phải có vật tế và người được chọn là đội trưởng. Ông phải chuộc lỗi vì vô trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nói thế phải chịu chứ biết cãi sao? Đoàn trưởng một thân một mình đến tế đàn. Khi ông ta vào trong một ngọn lửa chợt bùng lên. Số lượng ngọn lửa xuất hiện tỷ lệ thuận với số người bước vào trong đàn tế. Hiện tại đoàn thợ săn đã có 7 ngày trong hầm ngục. Đó cũng là thời gian cần thiết để một cánh cổng mở ra hoàn toàn. Khi đó đám quái thú sẽ tràn vào nhân gian. Nếu như vị thần này đã đến thế giới loài người thì một phút mặc niệm cho cả nhân loại. Cho nên Jinu và đồng đội phải phá đảo được hầm ngục này và đóng cổng trong thời gian hạn định khi tất cả mọi người đều đã vào trong tế đàn thử thách cho lời răn thứ ba chính thức bắt đầu cánh cổng hầm ngục mở ra và những bức tượng hiệp sĩ không ngừng tiến lại gần sau một hồi vận hết cơ mắt jinu nhận ra những bức tượng sẽ bất động khi bị nhìn vào nên bảo mọi người tạo trận đồ ngăn chặn chúng tiếp cận cho đến khi những ngọn lửa xanh tắt hết việc này nói khó thì khó thật bởi áp lực tâm lý đè nặng tâm trí dễ khiến người ta từ bỏ ví dụ như cô gái này chẳng hạn nhưng khác với những ví dụ trước đó cô ta đã ra ngoài mà không hề bị xẻ thành khúc nhận thấy cơ hội thoát thân là đây lần lượt những thành viên khác rời đi giờ chỉ còn lại đúng Jinu, Juhi và đội trưởng. Ban đầu đội trưởng tính nhường cho đôi bạn trẻ được sống, nhưng do cặp giò của Juhi tự dưng mất kết nối mà tình trạng của Jinu thì chẳng thể đưa cô ra. Thế nên cách duy nhất để giảm thiệt hại sinh mạng là để mình mên ở lại. Khi hai người họ rời đi, hai ngọn lửa cũng tắt. Jinu phải đơn thương cố gắng giữ đám hiệp sĩ ở xa, nhưng tất cả đều chỉ là dẫy trước tử thần. Cuộc chiến này mên đã thua và khi thua thì cái kết của anh cực kỳ đẫm huyết. Trong thời khắc sinh tử, con người sẽ thấy rõ bản chất của mình nhất jinu cũng có gia đình để về rõ ràng cậu chẳng muốn là người phải hy sinh chết tiệt giá như mà có một cơ hội nữa chắc chắn mọi thứ sẽ khác bỗng dưng một bảng chữ xuất hiện ngay trước mắt jinu thông báo rằng anh đã hoàn thành một nhiệm vụ bí mật mang tên lòng can đảm của kẻ yếu phần thưởng là được trở thành người chơi chính thức nếu từ chối thì không phẩy không hai giây sau cậu sẽ hẹn không rõ điều gì xảy ra tiếp theo chỉ biết rằng khi tỉnh dậy jinu đã ở trong bệnh viện với cơ thể hoàn toàn lành lặn một lúc sau đại diện của hiệp hội thợ săn hàn quốc gồm Jinu Chun thợ săn hạng A và cấp dưới Kang Tae Sik thợ săn hạng B đến để xem xét tình hình của Jinu. Theo lời của họ thì ngay khi nhận được tin về hầm ngục kép, hiệp hội đã cho người đến kiểm tra nhưng chỉ tìm thấy mỗi Jinu nằm dưới đất. Ngoài ra không hề có dấu vết gì của điện thần cả. Với những gì thu thập được thì hiệp hội khẳng định chuyện hầm ngục kép là có thật. Họ còn nghi ngờ rằng Jinu đã tái thức tỉnh. Đối với thợ săn thì việc tái thức tỉnh sẽ giúp họ vượt qua giới hạn bản thân để thăng lên một cấp hạng cao hơn. Tuy nhiên đây là hàng hiếm. Nếu thực sự Jinu là người được chọn thì đó sẽ là cơ hội để cậu thoát khỏi đáy xã hội. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Chỉ số của cậu vẫn lẹt đẹp như ban đầu. Dù đã hai năm rõ mười như vậy nhưng Jin Chun vẫn lấn cấn. Không hiểu sao Jinu lại thoát được hầm ngục. Câu hỏi này hồi sau sẽ rõ. Chỉ có một điều mà các viewer cần rõ luôn. Đó là shop bán áo chùm cuối đang có rất nhiều mẫu mã đẹp mê ly với giá cả phải trang hợp ví với mọi đối tượng lại còn đầy đủ chủ đề thậm chí bạn muốn in kiểu gì chúng tôi cũng chiều bạn kiểu đấy còn trần chờ gì nữa mà không dinh ngay một em về mặc cho nó chất linh mua hàng ở trong phần mô tả sau khi trở về từ hầm ngục kép zinu phát hiện mình đang là player của một hệ thống nào đó những bảng chữ xuất hiện liên tục mà chỉ có anh là nhìn thấy hàng ngày zinu phải thực hiện những nhiệm vụ được đề ra với liệu trình này cộng thêm việc uống sữa ăn chuối tuyệt đối không dùng điều hòa và chủ động đi săn giảm giá nữa thì đấy sẽ là hình dạng của Zinu sau 3 năm tới với giao diện này thì tầm cấp S tổn lùi đọ được với anh trong trường hợp Zinu không hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ bị quăng vào một thử thách sinh tồn trong 4 giờ buộc bản thân phải rèn luyện nếu không muốn thành thực phẩm dĩ nhiên có phạt thì phải có thưởng sau mỗi lần vượt qua nhiệm vụ bên cạnh việc được nâng chỉ số Zinu sẽ được nhận những vật phẩm ban đầu thì toàn băng gạc với bút nhưng về sau anh đã nhận được một chìa khóa để mở một hầm ngục phó bản sau khi đã nâng cấp được phần nào cơ thể Zinu lập tức tức bắt tay và giải quyết hầm ngục ở ga hát đây là một hầm ngục bí mật ngoài anh ra thì không ai thấy được hầm ngục này nên chẳng sợ bị giành mất có điều suy đi tính lại bản thân dẫu đã có cải thiện nhưng như này chắc gì đã đủ ngon để phá đảo một khi đã vào đây rồi thì jinu chỉ có ba lựa chọn một là đánh bại boss hai là sử dụng đá dịch chuyển để dừng cuộc chơi tại đây ba là đầu thai kiếp khác tính ra tính vào một hồi jinu quyết định sẽ khấn tổ tiên phù hộ cho mình vượt qua cuộc chiến này mở bát cho cậu là ba con yêu tinh đối thủ mà trước đây jinu phải chiến đấu rất chật vật nhưng đó là trước đây thôi chứ bây giờ thì anh vẫn thế nhưng đó là khi men chơi bật version mới của bản thân một khi kích hoạt rồi thì ba con yêu tinh này là dễ, nhưng Jinu chưa kịp mừng về chiến công đầu thì đối tiếp theo đã làm gọn con hàng nóng mà anh mang theo. Đối thủ lần này là sói hàm sắt, sinh vật còn ghê gớm hơn của yêu tinh. Trước tình hình này, chân của Jinu có dấu hiệu Parkinson, còn tâm trí thì hoang mang, chẳng có nhẽ kéo này nhận thua. Điều đó chắc chắn xảy ra nếu Jinu còn như xưa, trước cỡ giờ thì anh đã có cơ hội để thắng. Cơ bắp ư? Cũng may nhưng chưa đủ. Thế dùng đồ thì sao? Quá đủ. Trong tay Jinu lúc này là thanh kiếm của đội trưởng bỏ lại, một con hàng cũng thuộc hạng khá ngon. Nhờ có nó mà anh đã săn thêm được một mạng mạng sói nữa và khiến một con chim cút vội nhờ thế được thăng cấp và cộng thêm điểm và chỉ số không chỉ có thế, Men còn khám phá ra một tính năng bán vật phẩm, qua đó kiếm được thêm xèng. Nhiệm vụ trước mắt của anh là phải hạ trùm để thoát thân, nhưng với lực chưa đủ, nên Zinu quyết định sẽ farm lũ lâu la trước để gia tăng chỉ số. Vừa dứt lời thì đám con mồi đã tới. Con sói vừa trốn đã về gọi hội lên khô máu. Hóa ra một lũ này chọn đường chết, liền sau đó là màn đổ sát của Men trước đàn sói. Với chiến tích đạt được, Zinu đã nhận được danh hiệu sát lang thủ, từ đó nâng mọi chỉ số lên 40%, đồng thời kiếm thêm một số món đồ, đặc biệt là đá dịch chuyển. Với ai tầm này, Zinu hoàn toàn có thể dừng cuộc chơi tại đây, nhưng làm thế thì lại hèn mà còn bỏ lỡ cơ hội mạnh hơn thiệt cả với danh dự lẫn sức mạnh nên jinu chọn đi tiếp mục tiêu của anh là phải hạ bằng được trùng cuối ừ thì trung bình người trẻ ai chẳng muốn xông pha cho đến khi bị thực tế vả cho sấp mặt sau khi đi sâu xuống hầm, con boss đã chào anh bằng một hit bay luôn vũ khí. Nó là một con rắn khổng lồ, đã thế còn chơi hệ giáp chiến. Muốn combat vật lý thực sự là khó điên, nhất là khi vũ khí đã thành mảnh. Với sự tranh lệch kể trên thì viễn cảnh dễ mường tượng nhất là việc Zinu bị hành cho ra bã. Con rắn biến anh thành món đồ chơi rẻ rách khi vờn từ trên cạn xuống tới dưới nước, cứ phải gọi là lên bờ xuống ruộng giữa bối cảnh bản thân sắp thành bữa ăn xế, Jinu bật mốt hồi tưởng, nhớ lại sự tủ nhục khi bị khinh thường, cộng thêm sự ám ảnh về lần bất lực trong thần điện lần trước, đã mở ra skill ẩn của các men, sức mạnh tinh thần. Jinu của lúc này đã hóa quái thú, khi dùng tay trần để tấn công con rắn bự, sau một hồi điên cuồng cào xé, anh đã thành công hạ gục trùm cuối. Với thành tựu này, Jinu đã được thăng cấp và nhận về một món hàng mới, nanh độc dao ngoài giá trị tăng công thì nó còn có hiệu ứng tê liệt và xuất huyết kèm theo đó một chai độc dược hạng a một ngày đỉnh cao của jinu không dừng lại ở đó chỉ với sức mạnh thể chất cơ bản của mình anh đã phá bỏ lớp giáp của một con chùm cuối đã thoát khỏi cánh cổng từ đó gỡ thế bí cho các thợ săn để họ đánh bại được nó với những gì xảy ra ngày hôm nay không ngoa khi khẳng định rằng men đã lột xác trở thành một kẻ mạnh thực sự sự thay đổi của jinu đã tạo thành câu chuyện của chị em y tá với body cực kỳ mờ lem mờ lem thế này thì thứ nào chịu nổi tuy thực lực đã thuộc hạng ghê gớm nhưng trên giấy tờ jinu vẫn chỉ ở hạng e thế nên dẫu có muốn thì anh cũng chỉ nhận được những hầm ngục kém chẳng kiếm được là bao mà anh cũng thuộc kiểu lâu kỳ hướng nội nếu mà đi đánh giá lại hạng thì có khi chuốc lấy phiền hà nhiều phía nên là thôi cứ ẩn mình chờ đợi đến khi bản thân nắm rõ được chương trình này rồi xuất đầu lộ diện cũng chưa muộn vậy nên trước mắt cứ làm freelancer cái đã job đầu tiên mà anh nhận được là gia nhập cùng tổ đội này đi vào một hầm ngục cấp c với đôi mắt đánh giá của mình jinu nhận thấy mấy người này phải từ cấp c đổ xuống nhưng lại không mang theo một trị liệu sư nào cả thay vào đó là một khứa tên yu jinho với sở trường là cận chiến nhìn cái hạng d và bộ giáp chiến sặc mùi tiền này là biết ngay khứa này chắc chắn là thuộc hạng con nhà có điều kiện đang muốn trải nghiệm trò chơi sinh tồn ấy mà thử thách đầu mà cả đoàn phải đối diện là một đàn kiến fan mu đông nhưng yếu chẳng tốn mấy thời gian mà cả đoàn thợ săn cho bay màu cả sau cuộc chiến đó jinu bắt đầu nhìn nhận lại tổ đội này Việc một tổ nhóm giàu kinh nghiệm không có lấy một trị liệu sư Rồi phải tuyển người để đi cùng cho đủ quân số với mức lương khá cao Thậm chí người được thuê còn chẳng cần động chân động tay y Quy dưới 85 thì cũng lờ mờ thấy vấn đề Sau một thời gian đi sâu vào trong Cuối cùng cả đoàn đã tìm ra nơi trùng cuối trú ngụ Ở đây có bao la bát ngát những đá tinh thể mana Tuy không giá trị bằng đá phép thuật nhưng với chữ lượng này Cũng đủ để cả bọn Campuchia sòng phẳng có điều chữ lượng lớn quá dụng cụ mang theo không đủ. Nên tên trưởng đoàn đề xuất cho Jinu và Jinho ở lại. Canh con trùm cuối tránh để nó dậy. Còn mình cùng các homie trở lại xe lấy đồ. Đây cũng là lúc mà màn kịch của chúng được hạ màn. Âm mưu của đám này là muốn thuê thêm thợ săn. Cho đủ quân số để được vào các hầm ngục hạng cao. Sau đó tìm cách sát hại họ để không phải chia bớt tiền. Thế nên sau khi rời khỏi, chúng đã cho đánh sập lối thoát với thực lực của một hạng e đáy xã hội và một hạng d non thực chiến kiểu gì cũng bị con chùm nó thịt chúng chỉ cần đợi đến khi con chùm căng ra bụng trùm ra mắt thì sẽ theo lối nhỏ mà tên trưởng đoàn tìm ra để trở lại rồi khai thác tài nguyên mang ra ngoài kế hoạch thì cũng khá là não đấy nhưng mà chúng không lường trước được rằng gã hạng e kia là một tên fake level với kinh nghiệm đối đầu với các chùm jinu đánh giá con nhện này chắc tầm hạng c nhưng anh lại không hề cảm thấy bị uy hiếp hay sợ hãi gì thay vào đó là có chút hào hứng nhưng để ăn được nó thì cũng gian nan ra trò nó sở hữu một lớp giáp cứng siêu cấp lại thêm nhiều chi giúp gia tăng nhịp độ tấn công, thêm vào đó là khả năng phun axit ăn mòn. Công thủ toàn diện thế này thực sự quá khó cho men. Tình hình trận chiến đã phản ánh rõ nhận định của tôi. Đánh một hồi thì thanh thể lực của Jinu tụt mạnh. Nếu cứ cù cưa mãi thì phía bất lợi sẽ thuộc về men. Do đó cần dứt điểm càng sớm càng tốt nghĩ là sốc luôn Zinu dùng ngay item bạo tốc để xiên vào điểm yếu của con trùm Nhưng vẫn không được Không chịu thua anh tiếp tục series đòn với tốc độ bàn thờ Khác với Captain Mẹo thì Zinu không thể làm thế được cả ngày Khi mức mệt mỏi chạm ngưỡng 70 Cơ thể anh tự nhiên bị lác để rồi ăn ngay một cú dáng thẳng vào mồm Tưởng như sắp phải gia nhập địa phủ FC Thì Zinu bật được tun hack thể lực Hồi phục cơ thể thần tốc mà né đòn sau đó tận dụng điểm mù mà giáng thẳng một đòn và thủ con trùm Rồi spam đòn cực căng để tận dụng khả năng của anh độc Đưa con quái về miền cực nhọc chứng kiến thực lực khủng khiếp của jinu jinu thấy thế mà mê lắm nên muốn nhận làm đại huynh có gì còn nhờ anh chiếu cố một lúc sau tổ đội thợ săn trở lại chúng cho rằng chính jinu là người đã xử con chùm bằng trang bị kia việc xử được một con hạng c cũng dễ tin hơn với background là con cháu của một chê bâu có tiếng nên tên đội trưởng cho jinu một cơ hội chỉ cần xuống tay với jinu thì hắn sẽ tha cho một mạng với những gì vừa chứng kiến thì đến tôi cũng biết phải chọn phe nào chắc chắn là bên jinu rồi vấn đề ở đây chỉ là anh có dám làm sát nhân hay không thôi khỏi cần anh có đồng ý hay không hệ thống lập tức báo có nhiệm vụ khẩn, yêu cầu người chơi phải xử lý 6 mạng, nếu không thì người chịu thiệt mạng chính là anh. Giữa lúc Men còn đang chưa biết phải làm gì thì tổ đội bên kia đã giúp anh quyết định bằng cách tấn công, cộng thêm dăm ba câu sỉ nhục. Với những gì chúng đã làm, Zinu nhận biết phải đối xử ra sao rồi. Lúc này phong thái của Men đã thay đổi hoàn toàn, báo hiệu rằng con cá lớn này sẽ nuốt chửng từng con cá liều tiều phía trước. One kill, double kill, triple kill, quad kill, mega kill chứng kiến màn đồ sát không ghê tay tên đội trưởng đã biết ai mới là chùm của vụ này với niềm tin rằng đối đã đuối sau từng ấy cuộc chiến hắn vận hết các loại cơ để ra sức giao chiến có điều thực lực ngần ấy là chưa đủ để giờ được vào cái lông chân của men thấy tử thần đã gần kề đội trưởng hạ cái liêm sỉ xuống để cầu xin giờ lại nhắc lên cao để buông lời đe dọa tuy nhiên dù có làm gì thì cũng đã quá muộn nhiệm vụ hoàn thành với những gì đã được tận mắt chứng kiến jin ho đã rất ấn tượng với jinu cho nên sau đó cậu đã liên lạc với anh để mời gia nhập cùng với mình chưa kịp nói hết câu thì táng ngay vào mặt jin -ho là những lời từ chối của jinu bởi anh không muốn làm vú em cho một thằng công tử ưa cho mạo hiểm tuy nhiên khi nghe về việc chỉ cần làm 19 nhiệm vụ cộng thêm lòng thành của jin ho đã khiến anh quyết định ở lại nghe thử về cơ bản thì công ty nhà jin ho muốn lập một bang hội nhằm khai thác các tài nguyên từ hầm ngục từ đó tạo ra một hệ thống tự cung tự cấp kế hoạch ban đầu là tìm ra một hạng s làm chủ tịch còn hai anh em jin ho làm cấp phó tuy nhiên những người ở hạng s đều đã có bang hội hoặc là đã giải nghệ trong hai anh em chỉ có mỗi jin ho là được thức tỉnh nên tiềm năng làm chủ hội của cậu cao hơn nếu thực sự được làm chức vụ này thì cơ hội thừa kế tài sản của cậu được nâng lên bên cạnh đó việc gia nhập vào hội cũng đem lại lợi ích cho jin ho.

khi anh vừa có thể tham gia đột kích lại vừa che giấu được thực lực với khả năng ở hạng B thậm chí còn cao hơn của Jinu nhưng lại có background là hạng E Jinho có thể bú thành quả trong những lần đi chung qua đó củng cố lòng tin từ bố với từng ấy những gì được nhận Jinho sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán mức thưởng sau 19 nhiệm vụ cho Jinu là một tòa nhà với trị giá lên đến 30 tỷ nghe cái điều cũng khá là hời đấy nhưng khi tính toán lại với khả năng level up không ngừng nghỉ của mình sớm muộn gì Jinu cũng chạm mức S có khi hơn nên số tiền 30 tỷ so ra cũng chẳng đáng là bao chưa kể việc làm nhiệm vụ với người lạ khi chưa nắm hết cơ chế thăng hạng là quá rủi ro nên Jinu đã từ chối kể cả khi Jinho lấy bí mật của anh ra để đàm phán cũng chẳng thể thay đổi được quyết định cuối cùng nói qua hoàn cảnh của Jinu một chút. Hiện tại anh đang phải lo cho người mẹ bệnh tật, một cô em gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Với những thành tựu mà mình giành được trong thời gian qua, Jinu đã nhận được một item đặc biệt, chìa khóa của lâu đài quỷ với độ hiếm hạng S. Ở nơi đó có chứa một item có thể chữa bách bệnh mang tên thần dược sự sống. Một khi có được thứ đó trong tay, cậu có thể cứu sống được mâu thuẫn. Tuy nhiên để có thể làm được chuyện đó, Jinu sẽ phải đối đầu với những con quái ở cấp đảo Jeju. Những sinh vật đến thợ săn cấp S cũng khó khăn đối đầu. Để cho chắc cú, Jinu đã mang sẵn hòn đá dịch chuyển phòng có bất chắc xảy ra. Ma thú trong hầm ngục này là một con Cerberus, nhìn tướng tá cũng ghê gớm phết, nhưng chó thì vẫn là chó. Zinu bật skill thợ săn chó bonus bạo tốc để thắng nhanh thắng sớm mỗi tội thiếu hiệu quả. Lần lượt Zinu cùng Haki Bá Vương, rồi gia tăng công kích bằng nanh độc nhưng cũng vô vọng. Đến phiên con Cerberus phản công, thì Zinu nhận thương tổn giảm mất 1 phần ba máu, đã thế nó còn ít đôi chỉ số. Gọi xong quả này dễ cụ đi chân lạnh ngắt rồi. Bất chấp việc anh đã cố gắng để cải thiện tình hình, con Cerberus vẫn đạp anh như con. Zinu đã định dùng đá dịch chuyển đã được tính tới, nhưng chưa kịp dùng đã bị con thú đánh văng. Sau khi dùng tận ba bình hồi máu mà chẳng giúp được gì, Zinu đã nghĩ ra một chiêu hack. Nhờ tận dụng cơ chế giải độc phục hồi cơ thể, anh đã sử dụng bình độc cấp A để kích hoạt khả năng trong mình nhưng chưa kịp mừng thì con chó đã lao đến sực tiếp cùng lúc đó skill miễn nhiễm thiệt hại đã chấm dứt những thương tổn mà cerberus nhận bấy giờ bắt đầu phụt máu tận dụng thời cơ đấy zinu bắt đầu spam đòn xứng đáng với cấp s còn cerberus vẫn rất dài cuộc chiến này sẽ được phân định dựa vào độ điên và sức chịu đựng của cả hai và phần thắng sau cùng đã thuộc về zinu bên cạnh những vật phẩm nhận được từ nhiệm vụ anh còn được thêm một item khuyết tên đó là một mảnh của công thức tạo ra thần dược sự sống để có thể chế ra được vị thuốc này cần có ba vật phẩm bên trong lâu đài quỷ zinu tự nhận thấy bản thân chưa đủ khả năng một khi đã có đủ thực lực nhất định anh sẽ quay lại chinh phục nó trong thời gian chờ đợi jinu đã chấp nhận lời mời của jinho với điều kiện sử dụng chiêu thuê nhân sự để lách luật và hầm ngục hạng c nhưng chỉ có hai người họ vào mà thôi với thực lực của mình jinu tự tin sẽ có được 19 cuộc tập kích hoàn hảo với không một thành viên nào bị tổn hại dù chỉ là một sợi lông một khi kế hoạch thành công jinho sẽ chiếm được ấn tượng từ người cha tài việt Đồng hành với video này là page phim này hay phết Nơi mà ông bà cô dì chú bác anh chị em có thể tìm hiểu các thông tin về điện ảnh Bao gồm tìm phim, thảo luận về phim đánh giá và nhận xét phim tham gia ngay với chúng mình đi cho vui nhá trở lại với câu chuyện sau những gì đã xảy ra ở hầm ngục kép cùng với biến sự sáu mạng người vừa qua hiệp hội dường như đã để mắt nhiều hơn tới Jinu vì cho rằng anh đã tái thức tỉnh nhưng bị lấn cấn trong lần kiểm tra ở viện nên chưa dám khẳng định đây có thể là lý do khiến họ quyết định gửi đến Jinu thư mới tham gia đội đột kích vào một hầm ngục cấp D ban đầu thì anh cũng khá phân vân vì sợ bị lộ thực lực nhưng thôi đói quá thì phải làm thôi chứ biết làm nào đến ngày nhận nhiệm vụ Jinu mới biết đồng đội của mình đều là người quen anh xong anh Kim anh cang yuhi những người đã tham gia vào hầm ngục kép đều được mời tới. Đồng hành với họ là ba tên tù nhân từng làm thợ săn và đại diện của hiệp hội Nhật Bản Kang Tae-sik đi cùng để phòng đám tù nhân nổi loạn. Trước khi xuất phát, anh Song đã thay mặt 6 người xin lỗi Jinu vì những hành động đáng hổ thẹn tại hầm ngục kép. Trước sự khách sáo đó thì Jinu cũng xin nhận, xin lỗi xin liếc gì đã xong. Cả đội bắt đầu tiến vào hầm ngục. Sau khi khai vị với một đám yêu tinh, họ chia thành nhóm để đi theo ba đường, tiết kiệm thời gian diệt trùng cuối. Do dò được hơi của con trùm ở đường trái, nên Jinu sẽ đi về cửa trái cùng Juhi và anh Song, còn anh Kang và anh Kim sẽ đi đường giữa tê xích cùng đám phạm nhân bên đường phải trong lúc di chuyển nhóm Zinu nghe thấy tiếng hét liền quay lại kiểm tra khi đến nơi trước mặt họ là cảnh tượng kinh hoàng khi ba tên phạm nhân cùng anh Kang đã bị sát hại còn anh Kim đang chút hơi tàn nhờ có Juhi kịp thời chữa trị mà anh Kim đã kịp nói lời xin lỗi trước Zinu rồi mới thực sự lên đường ngay sau đó tên sát nhân đã xuất hiện kẻ đó không ai khác ngoài Tê Xích mục đích mà hắn xuống tay với đám tù nhân là bởi được người nhà nạn nhân mà chúng làm hại ủy thác còn với anh Kang và anh Kim là bởi cả hai đã thấy thứ mà không nên thấy ban đầu hắn lên kế hoạch là đổ hết lỗi cho đám yêu tinh nhưng với bối cảnh hiện tại thì chắc phải thay đổi một chút với điều kiện là tất cả sẽ phải chết anh xong cho rằng Jinwoo không thể đọ được với đối phương nên bản thân sẽ xuất trận trước dĩ nhiên anh xong hiểu mình không đủ lực để đọ với hạng b kể cả khi được du hi búp cho thì thực lực đôi bên vẫn quá chênh lệch đã có thời điểm anh xong đuổi kịp được đối phương nhưng như thế vẫn là chưa đủ để làm nên cơm cháo t xích cho thấy hạng b của hắn không phải hư danh khi làm chủ hoàn toàn cuộc chiến anh xong chỉ có thể chịu trận ngay cả khi đã thành công dụ địch và bẫy hỏa công đi chăng nữa thì tất cả chỉ dừng lại ở chỗ có nỗ lực mà thôi nếu xét về thứ hạng thì tê xích hoàn toàn áo trình nhưng nếu xét về thực lực thì chưa chắc đã giòn đâu với những gì đã và đang xảy ra cộng thêm một chút phân tích tê xích đã nhận ra zinu và đi đến kết luận anh là kẻ tái thức tỉnh dù biết là thế nhưng hắn vẫn tự tin sẽ ăn được kèo này thực ra tê xích là một gã có biến thái hạng nặng hắn gia nhập hiệp hội và trở thành thợ săn thực tế là để phục vụ sở thích sát nhân của mình mà thôi kết thúc màn trao đổi mõm để sang màn combat với tốc độ đủ để cho người thường phải choáng Họ cân kèo nhau nếu chơi quang minh chính đại, chứ dở trò hèn thì tê xích nhỉnh hơn. Tuy nhiên hắn đã mắc một sai lầm chết chóc khi hắn bộc phát sát khí, đó cũng là lúc hệ thống phát ra nhiệm vụ khẩn cấp, buộc Zinu phải xuống tay đoạt mạng. Ngay lập tức combo bạo tốc nhanh độc được kích hoạt, hòng hạ sát đối thủ trong tích tắc. Tuy đã bị dính độc nhưng tê xích không dễ thua đến vậy. Hắn còn ém con hàng khủng mà giờ mới sử dụng, giúp cho người dùng hoàn toàn ẩn mình. Đây là một kỹ năng có hạn, có hạn từ kẻ sở hữu đến người được thấy, bởi chưa có ai còn sống một khi tê xích dùng nó. Tuy nhiên skill đấy không giúp hắn win được đâu. Zinu đánh giá, nhìn cái sát khí mà đối phương tỏa ra tê xích biết ngay đối diện cũng có kinh nghiệm sát nhân những người xung quanh cũng thấy được một jinu hoàn toàn khác một con người đã từng trải hơn sự trải đó được thể hiện khi jinu dễ dàng phá giải skill ẩn thân đồng thời nhấn chìm chủ của nó và sát khí của mình để rồi bị kết thúc bằng một xiên chí mạng trước khi nhắm mắt xuôi tay, t xích có lời sau cuối với zinu, khứa này nói khá là trừu tượng, theo ý hiểu của tôi thì là sức mạnh càng lớn thì cái giá phải trả sẽ càng cao, không biết đúng sai ra sao, anh em nào có ý kiến khác thì hãy comment ở phía bên dưới nhé, giành được chiến thắng cuối cùng, bên cạnh những phần thưởng nhiệm vụ, zinu còn được thêm skill ẩn thân từ đối thủ sau đó một mình anh đến tiêu diệt chúng cuối và kết thúc hầm ngục. Một lúc sau, Jinu Chun đại diện bên hiệp hội đến, trước là để tìm ra hung thủ xuống tay với cấp dưới. Cái này thì anh xong đã nhận để đến bù cho Men. Sau là để cảnh báo riêng Jinu, anh đang nằm trong tầm ngắm của một cấp S. Hắn ta là Hoang Đông Su, em trai của Hoang Đông Súc, AKA tên đội trưởng đã bị Jinu sát hại. Một con quái vật đến như con quái vật khác cũng phải e sợ. Hắn không cần biết chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục, cái hắn cần là một người để chuốc giận. Nên tốt nhất là Men nên đưa gia đình đi chạy trốn thì hơn. Nhưng đó là quan điểm của Jinu. Còn với Jinu thì đó chỉ là lý do để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Thời gian sau đó, Jinu cùng Jinho áp dụng chiến thuật tuyển quân để đáp ứng quân số cho hầm ngục hạng C. Có điều chỉ có hai người họ đi vào, số nhân sự còn lại ở ngoài đợi. Một hạng D và một hạng E đột kích vào các hầm ngục hạng C. Nghe thì có vẻ vô lý không biết lượng sức, nhưng cả hai đều đã hoàn thành thậm chí còn nhanh hơn cả một tổ đội bình thường. Suốt quá trình đó, level của Jinu không ngừng được nâng lên, các skill cũng được nâng cấp, còn skill mới thì được update liên tục. Nhờ đó mà Jinu đã chạm tới trình độ yêu cầu của hệ thống và được thực hiện nhiệm vụ chuyển chức nghiệp. Cụ thể nhiệm vụ này là gì thì hồi sau sẽ rõ cũng trong thời gian này, Jinu đã bị đại diện bên bang Bạch Hổ để ý chiêu mộ. Mục đích của ông ta là vừa ngăn chặn việc các hầm ngục hạng C bị thâu tóm, vừa có thêm một thợ săn ngon có thể nằm trong số ít những người thức tỉnh. Tuy nhiên, ý định đó đã bị Jinu dội cho một gáo nước lạnh. Đầu tiên là biến ông ta thành gã hề trong màn điêu lương, sau đó là màn đe dọa buộc ông ta kín mồm chuyện của mình. Và cuối cùng là quả trả giá bán hơi ba hầm ngục hạng C với mức giá tổng 600 triệu. Jinu của thì hiện tại xét cả trí lẫn dũng đều được thăng hạng, à, khác xa với vẻ hèn hèn của ngày xưa. Với những gì đang có đây là lúc thích hợp để Zinu thực hiện nhiệm vụ chuyển chức nghiệp nhằm có được sức mạnh mới. Nhiệm vụ lần này cấm người chơi sử dụng thuốc hồi máu hay trạng thái, cũng không thể ra ngoài khi chưa hoàn thành nhiệm vụ đoạn đầu của hầm ngục. Zinu đã gặp lại những trở ngại mà mình từng đối đầu. Chúng là những ma thú hệ giáp nhưng sở hữu skill của những kẻ trong quá khứ mên từng chiến. Thuận lợi là anh đã nắm được kỹ thuật phù hợp để khắc chế từng loại, bất lợi là phải thay đổi liên tục để thích ứng ra chiêu. Tuy đã qua màn một nhưng thể lực cũng đã suy giảm ít nhiều. Bù lại Zinu nhận thêm vài vật phẩm để chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Anh lắp cho mình một bộ giáp dùng cho xị. Được cái là bộ đồ này trong suốt thậm chí không ảnh hưởng Chuyển động, nên Zinu có thể vô tư mà chiến. Có điều anh không biết được rằng hành động này của mình đứng đắn ra sao, nhất là khi đối đầu với đối thủ tiếp theo. Vừa mới chỉ vào phòng trùm thôi, mà Zinu đã cảm thấy ớn lạnh mà bên trong tỏa ra. Đối thủ tiếp theo mà men phải đối đầu là trưởng hiệp sĩ đoàn Hồng Huyết Egris. Sự xuất hiện này đã khiến cho Zinu cảm thấy bị đe dọa, cái cảm giác giống như trong hầm ngục kép ngày nào. Không để viewer chờ quá lâu cho màn combat, Egris lao tới với tốc độ bàn thờ, tung những nhát chém với độ hung bạo khủng khiếp về phía Zinu. Hắn chém đến đâu là nét đến đó, kèm theo đó là tốc độ kinh hoàng, khiến Zinu vào thấy bị động tuy nhiên men cũng không phải tay mơ anh lập tức phản công với combo đòn tốc độ nhưng không ăn thua phần vì igris né được phần còn lại là không qua được lớp giáp của hắn trước sự ao chỉnh của đối thủ zinu buộc phải có biện pháp để xoay chuyển thế cuộc chẳng hạn như dùng tay không solo chẳng hạn a à, chỉ ra mày chọn cái chết igris tháo hết vũ khí sẵn sàng một kèo thuần vật lý kết quả chắc nhiều người cũng đoán ra hiệp sĩ hồng huyết trên cơ hoàn toàn đấm cho Zinu không trượt phát nào nếu men không nạp giáp trước đó thì có khi đã thẳng cẳng rồi cũng nên thậm chí chuyển sang chơi tốc chiến búp thêm cả bạo tốc cấp cao Zinu vẫn bị cho ăn hành như thường mà Egris cũng thuộc loại tính nóng như kem Zinu mới đánh đúng một đòn mà đã quặng để rồi đè men ra nhét hành liên tội thắng thua bây giờ đã phân định chắc là Egris đã nghĩ thế nhưng Zinu xây đéo anh bật tun hack bắt đầu cho màn phản đòn của mình bằng một cú đấm vào chỗ không có giáp sao không làm thế từ đầu đi có phải đỡ ăn đòn không giết tới thằng men rảnh thực sự khi đã dồn Egris vào tường rồi cứ thế phang phập liên tọa hiệu ứng các thứ các thứ chỉ để nhấn mạnh cho chiến thắng cuối cùng của men thắng thì cũng vui nhưng jinu phải thừa nhận bản thân đã ăn rùa kèm theo mọi khía cạnh thì anh thua xa thôi thì thắng rùa hay quy gì thì cũng là thắng nhất là khi nó đem lại cho anh tận bốn vật phẩm ngon một túi tiền tầm một củ rưỡi mũ giáp hiệp sĩ cấp s đá run bàn tay của kẻ thống trị và một đá dịch chuyển Tuy nhiên đây chưa phải là điểm kết, nhiệm vụ tiếp theo là chiến vô hạn. Càng đánh lâu, càng đánh nhiều thì điểm và hạng chức nghiệp càng cao. Những cánh cổng xuất hiện liên tục, kèm theo đó là sự hiện diện của những ma quái hệ giáp. Thực lực thì chưa biết như nào nhưng với số lượng như này thì khá đáng quan ngại đấy. Đã thấy những skill như ẩn thân hay bá khí đều bị phá, khiến cho Zinu rơi vào tình thế hiểm nghèo. Dù cho có muốn dùng đá dịch chuyển cũng không kịp. Theo thời gian, mọi chỉ số của anh đều tụt thê thảm. Nếu không được búp bẩn thì quả này toang. Nhưng tác giả không nghe tôi. Ông bồi cho men thêm sát thương nhưng vào tâm trí. Lần lượt những người quen xuất hiện, rồi thậm chí chính bản thân anh vơ dần quá khứ hiện ra với những lời lẽ chê bôi cho rằng bản thân anh còn quá yếu. Nếu có nằm xuống ở chỗ này cũng là do tự chuốc lấy. Tuy nhiên đây chỉ là cái nền để tạo ra một cú plot twist khét lẹt. Do chưa hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày nên Jinu đã bị chuyển sang vùng phạt. Đám ma thú giáp kia thì khó nhằn. Chứ Zamba mấy con dết này là quá dễ luôn. Sau khi diệt xong đám đó, Jinu còn một chút thời gian nghỉ ngơi xem livestream. Thấy có thanh sát sĩ kiếm, món hàng chuyên dụng cho quái hệ giáp. Đang sale sập sàn nên là hốt luôn. Bên cạnh đó anh còn dùng hòn đá bàn tay cải thống trị. Nhận thêm skill tác động dấu tay với những con hàng trên thì đám ở hầm ngục kia tới công chuyện luôn những diễn biến sau đó thì chắc anh em cũng đoán được rồi jinu chơi khô máu với đám quái đến con cuối cùng trong thời gian gần 4 tiếng rưỡi sau khi phân tích chặng đường chơi của jinu cùng với lối chiến đấu của anh hệ thống chốt chức nghiệp của anh là chiêu hồn sư ban đầu men hơi lấn cấn vì nghề này hơi bị nghịch so với những kỹ năng mình có nên tính từ chối tuy nhiên khi xét lại kỹ năng đang có lại thêm phép sắp nhận thì mình không khác gì real thêm mbappe nên chốt nhận luôn đây chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất của jinu từ khi dậy thì đến giờ nhờ thành tích chiến đấu vừa có mà anh nhận được một loạt điểm thưởng qua đó mà thăng cấp lên làm quân chủ bóng đêm với chức nghiệp này Zinu có thêm hai skill nữa là kết xuất bóng giúp anh triệu hồi bóng ma từ những cơ thể không còn sự sống đối tượng càng mạnh và thời gian chết càng lâu thì chiết xuất càng khó và ngược lại và tích tụ bóng giúp anh hấp thụ chiến binh bóng ma để tăng cường sức mạnh cho mình giờ đây Zinu đã có một đội quân bóng tối hùng hậu để thống lĩnh lực lượng này cần lắm một tướng quân chỉ huy kẻ được chọn là bóng ma của Egris sau hai lần thuyết phục không thành thì đến lần thứ ba Egris đã đồng ý trở thành vị tướng bóng tối đầu tiên của Zinu ở một diễn biến khác bang Hunter dưới sự chỉ đạo của hai cấp S là Choi Jong-in, chủ bang Và Cha Hye-in, phó bang Đang lên đường thực hiện đột kích vào đảo Jeju Nơi mà 3 năm trước đã có nhiều thợ săn đã bỏ mạng Và để lại những hồi ức khủng khiếp cho những người trở về Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Với sức mạnh này thì Jinu sẽ đi xa được tới đâu Tất cả sẽ có trong Solo linh mùa 2 Có thể sẽ ra mắt vào quý 4 năm 2024 Còn bây giờ thì tôi quản quại Xin chào và hẹn gặp lại